Ngày hôm nay, lớp học bổ túc của chúng ta, thầy sẽ không dạy các em cách giải bài tập nữa, mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học cách giải nghiệp. Mở sách ra cho thầy, chương 1, khẩu nghiệp. Các em định nghĩa cho thầy. Hoàng Thùy Mị, tại sao em đi trễ? 3 tiếng đồng hồ lớp không học được gì cả. Con gái con nứa, ai cho em mặc đồ đàn ông đi học, bắt chước phong cách tôi hả? Dạ. Này em đi gấp quá, em mặc lộn đồ của ba em. Mặc lộn đồ, xong đi lộn trường luôn đi. Hên cho em là tâm trạng hôm nay tôi vui đó. Ra ngoài lớp đứng một tiếng mời phụ huynh vô cho tôi. Chúng ta quay lại bài giảng. Mà chó kỹ vậy? Cắt. Xin lỗi em ơi, tại nãy mấy đứa nhỏ nó làm thiệt quá, xin lỗi em. Đây anh gửi ra cho. Đang làm cái gì? Đau muốn chết. Động tác giả thôi cũng được em. Hồi nãy ok, nhưng mà diễn hơi giả. Diễn thiệt vô chút xíu tự nhiên lên, hiểu không? Là diễn đời phải không? Diễn đời vô năng lượng tự nhiên nha. Giúp anh nha. Rồi. À, rồi. Mấy em ơi. Chuẩn bị nè. Diễn viên. Diễn. Cắt. Em ơi, mình diễn đời chứ không phải diễn đời sống thực vật em nha. Là sao anh? Là ngủ phải nhắm mắt em. Trời ơi, ngoài đời em ngủ mở mắt không à. Tuyệt vời, sản phẩm của em muốn làm gì em làm em ơi. Mọi người chuẩn bị nha mọi người ơi. Máy chạy mong mong. Diễn. Cho mà nghe tâm hồn này chẳng để lặng lẽ thương cho gió. À, trời ơi, trời ơi, đã vậy còn chó chân chi vậy? Tiếp luôn đi. Tôi thì mặc phận đời mình chơi vơi để mị nói cho mà nghe tết năm nay mị vẫn còn trẻ. Chị không muốn hiểu. Không, chị hiểu không?
cái cây son Black Rue này nè, nó trong vỏ, nó dần rơi ra cho nên em mới lượm để em trả cho hai chị hiểu không? Mày nghĩ sao? Cây son tao nằm trong vỏ, tao kéo gì kéo lại mà nó rớt ra ngoài được. Không phải, không phải, là cây son Black Rue này nó tự mở vỏ, nó tự văng vô tay em và nó đang kiếm chủ nhân là giùm nó, mấy chị hiểu không? Cái miệng mới bằng cái tai bằng cái miệng, nghĩ sao cái son Black Rue nó nhảy vô tai? Hả, nghĩ sao vậy? Tao không hiểu. Mày nghĩ sao vậy? Mày tao không nói gì với mày nữa, mày rồi phải lên phường để công an nói chuyện với mày vì cái tội ăn cắp. Không phải, không phải, không phải ăn cắp, chị hiểu không? Nhưng mà ăn cắp lần đầu người ta tha, lần sau người ta mới bắt, chị hiểu không? Mày đi rồi làm một lần là mày lên phường, mày ngồi bóc lịch rồi. Thôi 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 thôi, đi rồi chỗ này động rồi, đi chỗ khác làm. Không không, mày đau. À, à, cứu tôi với, cứu tôi với, chị hiểu không? Thoát khỏi nơi đây, mình nói cho mà nghe, tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cho giót mẹ, tôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Anh shipper hả? Dạ, anh mua trà sữa cho em chưa? Dạ dạ chị, em shipper giao trà sữa em tới trước cửa nhà chị nè. À, rồi hả? Dạ, vậy anh uống mình đi nha, em tắt hứng rồi. Mình có nhầm lẫn gì đúng không chị? Dạ, tại nãy nước sông nó cạn, giờ nước sông nó thủy triều lên cái nó đầy, em tắt hứng em uống rồi. Dạ. Không chị, chị nể mặt em xíu, em đi đường cũng khá xa xôi và vất vả đó chị. Anh cho phép em bùm cái đơn hàng nãy. Cảm ơn anh. Làm gì có ác quá không ta? Mà chắc không sao đâu, ai biểu làm shipper làm chi, đáng. Chưa tắt điện thoại. Ông có nghe không ta? Mà nghe cũng có làm được mình đâu. Cái đống này về tắm hèn chi con chó này. Để bị nói cho mà nghe, Tết năm nay mình vẫn còn trẻ. Sắp còn chưa phai, đời mình đâu có mấy vui, có sao ngày buồn. Biết ngày mai trắng đêm nay tròn vuông, em không bắt qua bao giờ rồi. Tiếng không một cái than côi. Để mình cho mà nghe. Nắng.